Vào giữa bảo đập đập giữa thôi, ai để đập ra gõ thì chết. Cái này đâm lên nó đánh miếng xong người ta. Thế là xong, người ta buôn người miếng to đây, anh làm này hỏng hết rồi. Thế là xong. Đâm nhỏ ấy. Cho nó đập kia vào. À, thử ở giữa thôi, ai để thử ở cạnh. Thế sao này đập giữa không bị nhỉ? À, anh. Quay là đối kém xuống Phùng Khoang thì... xuống Phùng Khoang kiếm tiền nhưng mà. Dạ. Ở đây để cho lên cái kia, cho lên sọt rác đấy à. Cho nó nổ nốt đi xem, thường thường như là thực lực nó chỉ ở giữa thôi. Gõ đầu nó đấy, nổ thế nhỉ? Gõ đầu nó là nổ. Và sao nào là gõ thế? Thế bảo là gõ, bảo anh ấy gõ ở giữa, không gõ là gõ ở cạnh. Nó lại thử rồi này. Ơi kìa. Nó lại thử à? Thử nốt tấm này à? Sai à? Sai chín. Em à? Đã? Em đỉnh quan to thế. Cho nó luôn em. Ai mà biết được? Gõ ở giữa thì không sao, có gõ cạnh là không? Đấy, người ta cường lực ở giữa thôi. Chịu ở giữa thôi. Ở giữa thôi. Bác gõ ở giữa em có nổ. Thử xem bác.